Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Quý vị thân mến, thời gian vừa qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được Đảng và Nhà nước và cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt ở tất cả các cấp ngành với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đã đạt được những kết quả rõ rệt. Ngay cả trong những năm đầu của nhiệm kỳ khóa 13, công tác này càng được đẩy mạnh hơn nữa. Từ nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã có những bước tiến mạnh, để lại dấu ấn tạo hiệu ứng tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.264 vụ trên 2.038 bị can, truy tố 742 vụ trên 1.594 bị can, xét xử sơ thẩm 737 vụ trên 1.567 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó khởi tố mới 125 vụ án, 259 bị can về tội tham nhũng. Cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra nhiều vụ án lớn đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp như vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng, vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số cơ quan có liên quan. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần nhấn mạnh, việc xử lý nghiêm một số cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc, các cơ quan nội chính triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng diễn ra vào tháng 9/2021, người đứng đầu Đảng ta cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, công chức các cơ quan nội chính hơn ai hết phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và đặc biệt bản thân phải liêm sạch, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất kỳ sức ép không trong sáng nào, bất kỳ sự cám dỗ mua chuộc nào. Tổng Bí thư chỉ rõ, đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Tại hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng một lần nữa nhắc lại quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có vụ việc thì phải xác minh làm rõ, tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, điều tra, kết luận có tội phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ chức cá nhân nào. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận xã hội cần xử lý nghiêm minh kịp thời. Một số vụ việc dư luận cần đẩy mạnh hơn, nhất là các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm liên quan tới nhiều người, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt. Cảnh tỉnh cho tất cả cán bộ trong hệ thống chính trị liên quan đến những sai phạm chỉ riêng tại công ty Việt Á. Tính đến nay, tổng cộng đã có hơn 60 bị can bị khởi tố. Đau xót hơn, nhiều bị can trong vụ án nguyên là ủy viên Trung ương Đảng, từng giữ vị trí trọng trách cao trong bộ máy nhà nước như ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, lại bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm như nhận định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, đoàn Nam Định chia sẻ, tôi cảm thấy buồn, đau lòng, nhưng đau thì cũng phải quyết liệt. Sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước thỏa mãn được mong muốn của nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tới cùng, bất kể người đó là ai, giữ chức vụ nào. Đã là công bộc của dân thì phải hết sức làm vì nhân dân, chứ đừng nhờ vào vị trí của mình để hưởng đặc quyền, đặc lợi, dung túng cho bản thân để trục lợi. Còn đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp đánh giá, đây là những hành động hết sức cương quyết, thể hiện được quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Hòa cho rằng, việc xử lý nghiêm khắc của cơ quan chức năng còn là sự cảnh tỉnh cho tất cả cán bộ trong hệ thống chính trị, không loại trừ ngành nào, đặc biệt là những đảng viên có chức quyền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh,
tham nhũng là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Do vậy, chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh kịp thời những hành vi tham nhũng tiêu cực, xử lý đồng bộ kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật hình sự đối với những người vi phạm, bất kể đó là ai. Phải quán triệt và thực hiện phương châm phòng ngừa giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, có bệnh thì phải chữa ngay, không để ung thành họa. Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 cũng khẳng định, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, xa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước đảng, trước dân. Tình hình trên đây đòi hỏi đảng ta phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, không dừng, không nghỉ. Trên tinh thần đó, mới đây, Ban Bí thư đã ban hành quy định 67/QĐ-TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Việc làm này bảo đảm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện thông suốt đồng bộ từ trung ương đến địa phương trên tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta đã và đang bước vào giai đoạn hết sức quyết liệt để phát hiện, xử lý những quan tham, trong đó có các lãnh đạo cấp tỉnh, câu kết với thế lực, doanh nghiệp bên ngoài lũng đoạn, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, chỉ thời gian vừa qua, chúng ta mới chỉ có Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, không thể làm xuể cả 63 tỉnh thành cả nước, nên việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hiện nay là chín muồi và thực sự cần thiết. Có thể nói trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nói chung và công tác phòng chống tham nhũng nói riêng, có những việc không thể chỉ làm một lần là xong, ngược lại phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, làm thường xuyên và liên tục. Và việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là minh chứng khẳng định, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực luôn được Đảng chỉ đạo mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt để đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân. Xử lý thế nào đối với tài sản cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh? Kính thưa quý vị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Chu Ngọc Anh bị Bộ Chính trị đánh giá là đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đến chiều ngày 7 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã họp chuyên đề về công tác nhân sự với 100% đại biểu có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh. Chiều tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Chu Ngọc Anh để điều tra về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo thông tin từ Bộ Công an, cùng với việc khởi tố bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đang tiếp tục rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của bị can để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước. Sau thông tin này, nhiều bạn đọc chắc chắn thắc mắc, đối với căn biệt thự lớn của ông Chu Ngọc Anh tại một khu đô thị ở quận Nam Từ Liêm và các tài sản khác sẽ bị kê biên như thế nào? Biệt thự lớn và tài sản khác của ông Chu Ngọc Anh có bị kê biên? Trao đổi với luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, việc cơ quan điều tra xác minh, rà soát tài sản của ông Chu Ngọc Anh, trong đó có căn biệt thự lớn nêu trên là có căn cứ và phù hợp với quy định pháp luật. Bởi đại án xảy ra tại công ty Việt Á, ban đầu cơ quan chức năng công bố cho thấy, doanh thu từ việc nâng khống giá kit lên 45% đạt hơn 4.000 tỷ đồng, chi hoa hồng lên tới 800 tỷ. Theo luật sư Thơ, chính sách hình sự trong đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay là nghiêm minh và thu hồi tài sản. Vậy nên ngoài việc phát hiện, xử lý tội phạm, việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có cũng là nhiệm vụ quan trọng của cơ quan tiến hành tố tụng. Đối với những tài sản có liên quan đến người phạm tội, có thể là vật chứng của vụ án hoặc tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người phạm tội. Đối với vật chứng của vụ án, trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng là phải thu hồi để làm căn cứ chứng minh tội phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Những tài sản do phạm tội mà có nguồn gốc từ tài sản phạm tội sẽ bị thu hồi để trả lại cho người bị hại hoặc tịch thu, xung công quỹ nhà nước. Khi xác định được tài sản của người phạm tội, của bị can, bị cáo, cơ quan tiến hành tố tụng
có thể áp dụng biện pháp kê biên tài sản theo quy định tại Điều 128 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Trường hợp phát hiện tài sản của bị can, bị cáo là số tiền để trong ngân hàng, cơ quan điều tra cũng có thể căn cứ vào quy định tại Điều 129 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 để tiến hành phong tỏa tài khoản. Phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan tới hành vi phạm tội của người bị buộc tội. Như vậy, trong các vụ án kinh tế tham nhũng, những tài sản như nhà đất, phương tiện giao thông, tiền trong tài khoản có thể là vật chứng của vụ án hình sự. Những tài sản này có thể có dấu vết tội phạm hoặc có ý nghĩa trong việc chứng minh tội phạm. Việc xác minh phải tìm hiểu những tài sản này là cần thiết. Trong trường hợp phát hiện những tài sản có dấu hiệu tội phạm, cần phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tránh tẩu tán tài sản. Từ những phân tích trên, luật sư Thơ cho rằng trong quá trình điều tra, nếu phát hiện căn biệt thự và những tài sản khác của ông Chu Ngọc Anh có được là do hành vi phạm tội liên quan đến vụ Việt Á thì sẽ kê biên, tịch thu để xử lý. Luật sư Thơ nhấn mạnh đối với căn biệt thự và tài sản khác của ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, nếu liên quan đến hành vi phạm tội cũng sẽ bị kê biên, tịch thu để xử lý. Kiến nghị xử lý hơn 6.789 tỷ đồng sai phạm trong phòng chống dịch. Kính thưa quý vị, thực hiện nhiệm vụ Quốc hội giao, Kiểm toán Nhà nước đã tập trung nguồn lực tổ chức ngay từ đầu năm cuộc kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ. Đây là cuộc kiểm toán chưa có tiền lệ, được triển khai trên phạm vi toàn ngành với quy mô lớn, thực hiện kiểm toán tại 9 bộ cơ quan trung ương và 32 tỉnh, thành phố. Đến nay, cuộc kiểm toán đã hoàn thành. Nội dung kiểm toán tập trung vào công tác tham mưu, ban hành văn bản, chính sách phòng chống dịch COVID-19, công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, công tác huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ, không kiểm toán chi tiết việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, bộ xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19. Việc này do Thanh tra Chính phủ thực hiện. Kết quả kiểm toán cho thấy, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu, công tác phòng chống dịch đã đạt được nhiều kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, đã kiểm soát tốt dịch bệnh, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững và đưa Việt Nam sang giai đoạn bình thường mới. Trong nhiều yếu tố góp phần thành công trong công tác phòng chống dịch, phải kể đến yếu tố đảm bảo nguồn lực và các chính sách tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế. Tổng nguồn lực đã huy động cho công tác phòng chống dịch đến 31 tháng 12 năm 2021 đã hơn 376,2 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, ngân sách nhà nước còn hỗ trợ các địa phương 142.017,3 tấn gạo. Tổng số phân bổ sử dụng năm 2020-2021 hơn 351.000 tỷ đồng. Nguồn lực toàn xã hội được phân bổ kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Công tác quản lý, sử dụng nguồn lực vaccine, bộ xét nghiệm, máy móc, trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư, sinh phẩm khác và việc tiếp nhận sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ cơ bản được các đơn vị quản lý sử dụng kịp thời cho công tác phòng chống dịch. Các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ trung ương đến địa phương, cơ bản phù hợp thực tiễn trong từng giai đoạn. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động gây sốc tiêu cực của đại dịch. Đảm bảo an sinh xã hội như gia hạn, giảm thu từ các gói hỗ trợ chính sách thuế năm 2020 là 111.080 tỷ đồng, năm 2021 là 72.116 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ từ lĩnh vực hải quan không thu là 201,2 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và phục hồi kinh tế đã giải ngân từ nguồn ngân sách nhà nước. Năm 2020, thực hiện nghị quyết số 42 NQCP hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 14.023 tỷ đồng, trong đó tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất trên 786 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt 13.100 tỷ đồng.